Ôi ôi chám voi đã. Ôi ôi cục quá trời bự ra. Ôi cháy dữ vậy. Thằng bẻ cái này cho nó kéo cái dĩ xuống. Ôi ôi nó bự lên cơm ôi nó đã. Ôi ôi nó chám voi cái này cả nhà ơi. Cục này chắc cỡ 3 lít anh cơm ơi. Tấn chào buổi sáng luôn cả nhà ơi. Thì sáng hôm nay Tấn tính đi lấy mấy cây bẫy gắn. Vì lần thứ hai hoặc thứ ba vì Tấn xuống một hai luồng mới nữa nha. Mà sáng thì cũng có ông anh ở dưới quê ngoại Tấn nè. Thì Tấn lấy bẫy gắn nó cũng gần đây nè. Thì ổng điện, ổng kêu bắt cái tổ ong cho ổng. Thì Tấn cũng vừa xuống đến rồi ông anh ổng dẫn tới Tấn đi nè. Ổ bự dữ không anh Công? Gần tới rồi hả? Không, nó cũng đóng gần đây hả? Anh mới nói nó gì vậy? Thêm một tổ nữa. Đi đại bình thường thì không sao đâu. À, ôi ổ ông này về ổ ông đực anh ơi. Ừ, có mấy con à. Nè, nó mới gì vậy? Ôi, ổ này không đực đâu. Ổ này nhiều nè. Nó mới gì một cục đen đó. Nó chưa đóng đâu, nó sẽ tìm kèo. Đâu cái ổ kia đâu? Đây này, bên đây nè, nhìn qua cái xài thấy à. Ổ kia thì ở đâu đây nè. Rồi rồi thấy rồi. Ôi ôi. Ôi ổ ong nhỏ mà. Ờ. Ờ ơi cục mặt này 2 lít phải gu à. Ôi ôi cục mặt đã nè. Nè cả nhà. Cục mặt này 2 lít phải gu. Không không anh. Chám dồi, Tấn thấy chám dồi bích chịch luôn rồi kìa cả nhà. Để Tấn qua đây. Ôi ơi cục mặt ngon quá. Cái tổ này tầm chừng 1 mét à. Ôi nó hơi chá nắng nha. Có thể là cái tổ này nó tách bầy á. Cái tổ này nó đóng lâu chưa anh? Khoảng 1 tháng à. 1 tháng à, 1 tháng là có thể nó tách bầy á cả nhà. Tại vì nó khoảng 20 ngày là bắt đầu nó nở con rồi. Nè, hồi cái cục mặt tròn vo ở trên đã ngơ hết biết không? Đây lên đó với tay thẳng tay là tới luôn đó nha. Rồi. Thì để Tấn làm đuốc. Làm đuốc đi nha. Tại vì mưa xuống này nó hung dữ lắm nha. Đây ông anh của Tấn nè. Để Tấn lấy đồ nghề kìa. Cục mặt nó cả 2 lít á. Em thấy chám dôi bích chịch à. Ngon lắm. Để Tấn chuẩn bị đồ nghề nha. Rồi Tấn lên Tấn bắt. Cả nhà mình cùng trải nghiệm với Tấn nha. Đăng ký kênh ủng hộ ha. Giới thiệu đồ mới mốt vòng vòng đây có ông giới thiệu em bắt được chứ. Đây thì Tấn cũng chuẩn bị xong rồi nè cả nhà. Ở đây khán giả quá trời luôn rồi nè. Mấy ông chú ở sớm còn nghe ông chú ông cậu. Rồi đây thì thằng em nè. Để hai mình lên bắt nè. Thôi là đi lên là thử được con ơi. Trời ơi bình thường. Dám chơi không hai mình đi nè. Nhắc hết. Không em quơ nó túa ra là đi chứ không ngồi đó được đâu. Đây phì quá ngon đâu, phì một cục trong bắp vậy. Tấn đốt cái đuốc lên mới được nha. Ôi ôi quá chạy cục mặt đã gì đâu ạ. Ở đây thì cũng quê ngoại á cả nhà, gần sát nhà ngoại. Bữa hổm cái tổ kia Tấn bắt chám dồi á là cũng của bà con không à. Đây, đốt cái đuốc rồi cháy cái mới được nha. Đuốc chưa cháy nữa. Đây trời mưa nè. Rồi lá dừa nó hơi ỉ. Nó không được khô quá. Cả nhà xem có thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha. Lúc này trời mưa nhiều quá cả nhà. Nên mật thì nó cũng hạn chế lại bớt từ từ rồi. Trời ơi nó không cháy. Cái đuốc này chắc có công trình với nó quá. Rồi đó, thấy vật lửa lên mạnh là được rồi đó. Đó đó, đây này đó. Để Tấn để cái đuốc dưới đất nè. Tấn review cái cục mặt đã dữ lắm. Nè.
cáo già nhẹ nhẹ lên cây nha. Ủa cục mật nó phì đã hết biết không? Nè nè thấy nó phì gõ gàng luôn không? Nó phì cho có chót kìa. Ôi ôi đã. Rồi nó giận. Ê ê ê ê bạn. Nè nó phì cho có chót kìa cả nhà thấy không? Ủng hộ tấn sữa kèo rồi cho nó nè. Nó phì cục lư á. Ủa cũng đã. Tổ này thì nó cũng không lớn hơn nha. Ít đuối. Tấn xuống tấn lấy cái đuốc cái mới được. Rồi lên nha. Tiến hành hôn lễ. Ôi ôi chám dối đã. Ôi ôi cục quá trời bự ra. Ôi cháy dữ vậy. Thân bẻ cái này cho nó kéo cái dĩ xuống. Thôi rồi nó bự lên cơm ơi nó đã. Thôi rồi nó chám vô cái này cả nhà ơi. Cục này chắc cỡ 3 lít anh cơm ơi. Đâu mất tiêu hết trơn không ai trả lời. Chắc cỡ tầm 2 lít ngoài. Sâu quá trời sâu rồi. Tăng bẻ cái này cho nó chống chống nè. Kiếm chỗ chút máng đuốc mới được. Máng là cái chuối nè. Tấn ghi view. Ờ cái ổ này bị hư rồi cả nhà ơi con nó coi nè. Ôi 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 cái cục mật coi nè. 2 gan không hết. 2 gan à. Quá tay cái cục mật rồi. Đã. Đồ sâu quá trời sâu rồi. Nó đã lâu rồi. Không có bắt được cái cục mật nó đã như vậy. Quá tuyệt vời. Ồ sâu hết ổ luôn rồi cả nhà ơi nè, sâu chấm phít nè. Để tức để sâu rồi mới được. Trời ơi con sâu nó mặt nó béo rồi nè. Trời ơi mặt bậy sâu luôn. Thôi để tấn đuột quýnh. Ui ui cho khối vô. Khối vô mới được. Đã tấn gỡ sâu rồi, quá trời sâu rồi. Mày lên đi, tao sửa ổ lại cho. Thôi ôi uổng. Lủng lỗ này luôn rồi. Nó cắt tới đây quá. Tấn sửa sâu lại nha. Cho nó đẹp trời. Rồi mới đến hồi thôi quên. Lấy quay cái quên. Sâu quá rồi không biết nó có chiến sao nó có bơm mật lên không nữa. Anh em có bắt thì nhớ sửa sâu cho kỹ kỹ. Nó mới bơm mật lên nha. Còn sâu nhiều quá nó không có. Nó không có bơm mật lên mạnh. Nó vẫn bơm nhưng mà nó bơm không có mạnh. Chiến sao mình bắt nó không có mật nhiều. Đã gì đâu quá mọi ơi. Mặt thấy cưng chắc cỡ 2 lít, hơn 2 lít à. Là nãy tấn thấy nó chạy lúc dưới đây nè. Thôi để tấn bắt nha. Ngồi nấu hoài. Mặt nó chạy xuống lúc dưới đây luôn à. Dưới đây còn sâu không? Tổ này nó còn sung, nó kéo cái dĩ kìa. Ôi trời cục mặt đã. Sao nằm bắt đây.
cũng cho khối nó vô đi cho nó phê phê cho nó bay ra bớt đi, nó không có thế nằm nữa. Trời ơi, đã gì đâu à, cục mật nó phê phê hơn chữ phê nữa. Cái bọc mà không biết dừa không nữa đây nè. Cả nhà mình á có mua mật xài thì liên hệ Tấn nha. Tấn bán mật cục. Một cục tức là cái cục mật như vậy nè. Những cái cục có chám vô nhìn. Rồi Tấn đăng ký Tấn bán cho cả nhà mình. Rồi thứ hai nữa là Tấn bán mật nước. Trời, đi ra đây cho tao xin miếng mật coi. Mật nước đó là Tấn gì Tấn dắt. Rồi Tấn luộc Tấn mới bán cho cả nhà mình. Không có pha chế gì thêm nha. Bởi vậy thì cả nhà mình có xài thì cứ yên tâm, Tấn bao nguyên chất. Bây giờ thì nói chung là ở ngoài thị trường anh em thì bán rất là nhiều thứ. Nói chung là cái cuộc sống mưu sinh của người ta mà, mình cũng không có nói gì được. Anh em chuyện của anh em làm ăn thì ai làm gì làm. Nhưng mà còn Tấn là Tấn bán không phải mà để lừa gạt một vài trăm ngàn, mà Tấn sống Tấn giàu được. Sống đâu có được suốt đời đâu. Bán là nhờ là uy tín là đặt hàng đầu nha. Không có thế nào, hơi khó cắt một chút. Nặng vậy. Ê, gọi cục. Ủa, cục này hơn 2 lít, cỡ 2 lít rưỡi á. Ồ, mặt đẹp ha. Cục mặt quá dài à. Đã. Phê vàng. Quá ngon luôn à. Ồ, cục mặt nè. Ôi dạ. Chúng Tấn hồi này không có đem cái bọc hai quai theo à. Tấn lấy hai cái bọc này đi. Ôi cục mật đã coi nè. Hề ơi, hơn 2 lít xiên. Tầm khoảng 2 lít rưỡi là khỏe luôn á. 2 lít rưỡi là khỏe gu. Ở nhà mình có mua một cái thì liên hệ Tấn nha, qua số điện thoại là 0901 240 258 nha cả nhà. Còn số Zalo của Tấn là 0979 810305. Rồi để Tấn cầm gì xuống luôn đi. Sát bên đất à. Tấn gọt cái cho nó sạch. Sạch kèo quá. Nó mới bơm mật lại mạnh. Anh em á nhớ không phải Tấn Tấn bắt hay ho gì đâu. Bắt xong thì nhớ gọt lại cho sạch kèo. Nó mới bơm mật mạnh nha. Rồi Tấn giọt nha, sớm đi không có đem cái bọc hai quai theo nên cầm vậy luôn. Thảy cái đuốc xuống trước đi. Chiến sao đi, bẻ cái nhánh xài ở dưới để cho nó kéo cái dĩ xuống. Nó kéo xuống đây nè cho nó làm cho bự chút. Rồi thì Tấn cũng không dám gọt mạnh tay nữa, gọt vậy đi, đơn giản trước đi. Rồi giục xuống mương một bà đó đi. Tấn giọt nha cả nhà. Ủa đồ ích sĩ, nó quất vô giò. Trời ơi, nó quất vô giò Tấn à nè. Nè thấy không? Ở trên bắt không quýnh đâu, xuống đây mới quýnh. Hơn 2 lít. Chắc cỡ 2 lít rưỡi à. Hả? Có. Nè nè nè, cầm đi anh công. Nó quất vô cái giò hết mũi à. Nè nè, cầm đại đi. Rồi, thì để Tấn vô nhà Tấn quay thành quả sau nha.
Đây thành quả nè, quá tuyệt vời. Ủa, cục chám vô nè. Có cây cân không? Có cân nhỏ nhỏ không? Bỏ cân thử coi. Đã gì đâu, chám vô đứt chịch nè, thấy không? Vậy mật nó mới đầy, nó mới đủ. Cục này chắc cỡ 2 lít rưỡi à. Bởm cắt cục bên Út Mặn á, 5 kg mấy. Cục này chắc cỡ 3 kg mấy, 4 kg chứ gì. Đâu anh để lên đi, để em để cái nó xẹp lép á. Để gì? Để ngang, ừ để ngang đại. Để ngang á. 4 kg. 3 ô 3 kg mấy à. 3 kg 8 yếu một chút. 3 kg 8. Hơn 2 lít, cũng hơn 2 lít à. Rồi, thì Tấn cũng xin tạm dừng clip luôn nha cả nhà. Thì Tấn cũng ghé bắt tổ thứ hai nè cả nhà. Hồi nãy Tấn đi thì cũng gần tới chỗ lấy 7 rồi. Rồi ông cậu ổng điện Tấn ghé Tấn bắt tổ thứ hai nha. Tổ này Tấn nhìn chắc cỡ chừng nửa lít hoặc 3 xị à. Rồi lấy nó còn ở nữa không? Dạ còn. Hả? Dạ còn. Còn hả? Dạ. Nó đóng trên cái cây mận nè. Để Tấn qua Tấn quay gần gần. Tổ này không lớn, nhỏ hơn cái tổ hồi nãy Tấn bắt. Đây nè. Dạ dạ. Tên gì vậy? Của em Hoàng Tấn quay lóc. Tấn thấy nó cũng hơi u à, nhưng mà không có bằng cái tổ hồi nãy. Nè. Thấy xám xám cục trên đó không? Chắc tầm chừng Tấn đoán tầm chừng 3 xị là hết lóc à. Thôi kệ đi, lên lấy cho ông cậu ông xài nha. Cái tổ hồi nãy. Cái tổ này Tấn thấy nó chồm kèo kìa. Cái tổ này phải bắt đuốc mới được nha cả nhà. Nó chồm kèo là cái tổ ông nó hung lắm nha. Rồi, để Tấn chuẩn bị đồ rồi cả Tấn lên. Thì Tấn cũng bó đuốc xong rồi nè. Thấy ông cậu ông ngồi nhậu ở trong á. Tấn bỏ cái mấy cái túi lứ rồi trong cái cốp xe hết trơn rồi, bây giờ không có lấy ra được. Nên Tấn vô lấy cái túi mà có ổng đi bắt cá, bắt lương rồi nè. Chơi vô luôn. Chứ sao giờ cái tổ này thì không có dám ấy nha. Tổ này Tấn thấy nó hình. Nó chồm kèo dữ lắm chồm. Tấn đốt đuốc rồi Tấn lên Tấn bắt nha. Nó đóng trên cây mận nè. Hai cây này hồi sáng thì cây xài, hồi sớm đi rồi đi đâu 7-8 cây số rồi ổng mới điện, rồi Tấn mới quay trở lại. Cậu đi vô đi cậu. Vô đi ông, đừng ra đây, ổ này nó hung á. Ổ này hung lắm chứ ổ này không có hiền đâu. Ổ này thì Tấn phải cho khói cho nhiều mới được. Ồ nó cũng phì quá, nhìn không phì lên đây nó cũng phì quá nè. Chạy lẹ qua đi. Giết lên, giết lên. Ồ nó giận. Ồ nó giận quá giận. Nhà thấy không? Nó đi xuôi nó hơi cong cong nè. Cũng trong là được cho 1 lít nha, cho ổng xài nha. Cũng gần nhà ngoại Tấn, là sát bên nhà ngoại Tấn à. Không có xa. Mình cũng bắt thì trời ơi nó dướng. Tấn cho khói nó lên trước. Tổ này nó chồm kèo quá nè. Trời ổ này mới đóng chừng mười mấy ngày gì. Trời nó chỗ cái cây nữa luôn à. Trời ơi đi ra đi ra. Trời ơi chừng nửa lít à. Nửa lít nè cả nhà. Cục mật nó làm sao ngộ quá. Không bằng cái tổ bên kia, hai cái tổ này gần nhau mà sao. Sao cái tổ bên kia mật mạnh quá. Tổ bên đây thì mật nó không bằng. Tấn quay. Ở sao trơn.
nè. Chắc được nửa lít mà. Cây mận này nó gặp quá. Mật cũng ngon lắm nè. Ồ sao hết trơn à. Ê Tấn nè. Nhánh nhỏ quá. Cũng gọt xong nó ra kìa. Ồ có cái nhánh trên đầu cũng có lá. Sửa cái ổ đồ lại cho nó bơm mật. Rồi cái này sao mãi đợi đang không biết. Gọt sâu này sợ nó rớt cái đầu dí luôn nè. Hòn cắt cũng tới đây luôn vậy. Quá trời sâu rồi cái ổ này. Cỡ tháng mấy rồi ạ. Hổm ông nói nhỏ xíu mà Tấn không có qua coi. Hổm lễ 30 tháng 4 đó Tấn về mà Tấn không có qua coi. Trời ơi gió nó thổi kìa. Rồi lủng lỗ rồi. Tấn mày á. Bẻ cái nhánh này trời ơi. Bẻ cái nhánh này đi cho nó kéo cái dĩ xuống. Đó. Cho nó kéo dài vô. Ôi vậy sao cắt ta. Nè. Cắt cái thì nó hở gớm không. Đó. Dục đại đây đi nó có nở được gì đó nó nở đi. À ông Tư ơi có ngâm rượu không? Ông có ngâm rượu cái này không? Rồi để hồi con xách xuống cho. Chúng ngay mấy ông nhậu rồi quên nữa. Quên chúng ngay mấy ông nhậu rồi. Giờ này mấy ông kệ xong rồi. Giờ này 11 giờ mấy à. Trời ơi nó quýnh. Ôi nó sắn rồi. Sắn tấn cạnh cạnh này. Đó cái đút nó lên khối nhiều 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 đi. Cái dao nó cũng được bén không. Trời cái con nó đỏ hết biết không. Cái con đỏ là con ong nó hung lắm nha cả nhà. Bắt phải cho khối nhiều mới được. Sâu nữa nè. Trời bên sắn này. Sắn quá rồi. Đừng rớt nghe thằng đốt. Rớt cái má nhìn không ra luôn à. Nhà mình xem thấy hay nhớ đăng ký kênh của Tấn nha cả nhà. Có động lực á, Tấn làm clip hay hơn, hấp dẫn hơn cho cả nhà mình xem trong những giờ làm á mệt mỏi để giải lao thôi. Chứ còn cho nó đỡ buồn thôi. Tấn gọt cho nó sạch cây kèo quá. Nè. Chắc cỡ cứng nửa lít kiếm được 3 xị không tới. Mặt nói chung tương đối nó cũng đẹp. Ở đây thì bông dừa không à. Ở đây thì tích thiện của trà ôn. Tổ đằng kia thì mật ngon lắm. Mật hồi sớm là hơn 2 lít. Cứ cứng 2 lít.
Rồi Tấn chữa như vậy nha, tạm thời nha. Không, giọt nè cả nhà. Ôi xối, lên dữ vậy. Ôi, để Tấn dục xuống trước đi. Chắc cả ba sĩ được. Trời ơi, nó móc cái áo. Dục sao mà cháy cái ổ dịch đi hồi. Rồi thường chết luôn. Mấy ông này nhậu vô lào cào quá. Chính trâu của hột cắm rồi nghe cả nhà. Ừ, nó bu Tấn này, bu quá rồi. Ui da, trời ơi, nó quất hết mũi rồi. Tấn tạm dừng clip nha, để vô trong rồi Tấn quay thành quả cho cả nhà mình xem sao nha. Có nhiêu đây, cỡ ba sĩ à? Cỡ ba sĩ hả? Dạ. Bởi nó nói nghe chân. Còn cái này có củ gốc ngâm đi. Phấn hoa đậu chấm con non đậu chấm nè. Trời, trời, ngâm cỡ 10 ngày uống được pha uống. Đó, hẹn nhiều ngày không? Hai ngày nhất. Đây, thành quả nè cả nhà. Cũng được chắc cả ba sĩ ạ. À. Mật vàng đẹp lắm nha. Mấy ông là sáng sớm một quất rồi nè. Ba ông. Ơ à, nhiễu. Đó nó nhiễu rồi mở ơi, kiếm cái gì bỏ vô đi nó lủng nó bọc rồi. Nó dướng cái cây nó nhiễu rồi. Lấy cái ca cái gì á? Thao. Ờ để thao nó nhiễu vô cái thao nha. Cái thao sạch mới được nha. Rồi cái này vậy rồi dắt rồi là đổ vô trong ấy chứ dạ, không dắt. Dắt cần nữa mình dắt ra rồi cái mình lượt. Lượt. Rồi làm kỹ kỹ để nó dính mấy cái khăn lượt mình giữ lắp. Mình lượt chủ yếu là cho nó sạch cái sáp. Cái thôi à, chứ không có gì lấy gỗ cái mẻ gỗ lượt cái mẻ cũng được rồi có thắng cái gì mà không không đừng thắng à cái này là thắng vậy chặt nguyên chất mình đừng thắng đâu có thắng làm gì bự cho mày cái đèn đó đó là còn cái này cái máy quay bữa nay cho ông lên truyền hình luôn đây ông cậu này nghe cả nhà hồi nãy cái ổ bên đây với cái ổ bên kia sát bên hà rồi đi khúc rồi mấy ổng mới điện rồi thì Tấn cũng xin tạm dừng clip luôn cả nhà. Chúc cả nhà mình á có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha.